À, xin chào quý vị và các bạn trên channel Ngọc Bích Movie nha. Đây là hậu đám dỗ nè. Đó, đồ ăn cắt hết rồi, chỉ còn có trái cây và bánh. Đây là bánh Trung thu, oh, bánh bánh dẻo yến hương nha, sản xuất tại uh, khu sau web của thành phố Houston Texas nha. Rồi đây là những cái món ăn còn lại nè, nước rồi. Bây giờ mình sẽ dọn bàn thờ hết, trống hết để uh, một tháng sau mình tới đám dỗ của má mình sẽ cho có cái mới cho má riêng nha không có để chung nha không có để hưởng hưởng thừa <laughs> ok giờ bây giờ mình có cái mới mới để lên hôm nay thì hôm nay bây giờ mình sẽ đốt nhang cho ba má hưởng rồi sau đó chút nữa mấy đứa nhỏ về nó hưởng mình mở đèn lên cái đã Đây, coi gì nè. Cái này á là bánh gì đây? Đọc chữ coi nhỉ. À không thấy. À. Bánh gì á? Muffin. Rồi đây là cục bắp rang quay cho pumpkin. lịch kinh, không phải cục bắp mà là bánh kinh. Còn đây bánh gì nhỉ? Cream cheese. À, ah, bánh này ngon à. Rồi, ở đây mình có bánh gì nhỉ? Carrot layer cake Rồi, đây là bánh mì tỏi Và đây là gì ta? Bánh này bánh gì ha? Không biết bánh gì ở trong nữa, chưa ăn lần nào nữa, gót <laughs> Bà thấy bà sợ quá, chạy luôn <laughs> Thấy con gót sợ chạy luôn Ok, rồi mình đốt nhang nha thôi ba cái đã không cần để quay đốt nhang đâu nhiều phút lắm là hai phút là sáu rồi ok bye bye